Alo, xin chào tất cả các bạn. Thì clip hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo khi mà mình cảm thấy mỏi tay khi mà gõ phím thì mình sẽ làm như thế nào. Với cách dòng máy Windows thì ta sẽ gõ theo tổ hợp phím. Còn đối với dòng máy MacBook thì mình sẽ làm như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ vào hình trái táo này, sau đó vào tùy chọn hệ thống, rồi chúng ta sẽ bấm vào bàn phím ở đây, sau đó vào phần đọc chính tả. Rồi các bạn hãy bật vào chữ đọc chính tả giúp mình nhé. Rồi sau đó chúng ta vào lại phần Word, bấm vào tổ hợp phím. Rồi alo 1 2 3 4 5 6 7. Rồi, như vậy là ta đã có thể vừa nói vừa tạo nên một phiên bản mà không cần phải gõ phím. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Tạm biệt các bạn.